Ok, hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với 7net. Thì không biết ở đây có ông nào đang kiểu làm việc nhiều quá và bị xì chết, mong muốn có cho mình một thiết bị giải trí không? Nhưng mà không phải điện thoại nha, điện thoại thì nói làm gì nữa, ai chả có đúng không? Tuy nhiên thì cầm một cái thiết bị giải trí to hơn điện thoại không phải là đã hơn sao, mà quan trọng có khi á nó còn rẻ hơn chiếc điện thoại của bạn nữa. Đó chính là Samsung Galaxy Tab A8. Hiện sản phẩm này đang được bán tại 7net với mức giá cực kỳ là rẻ so với dòng Tab. Các bạn hãy click ngay vào đường link mình để bên dưới phần mô tả để biết thêm chi tiết nhé. Rồi, đầu tiên mình phải nói rằng em này có cho mình một cái thiết kế tổng thể, mọi thứ rất là vừa đủ. Màn hình 10.5 inch, không quá to cũng không quá nhỏ. Vì màn hình thì không quá dày và được cân bằng ở cả bốn cạnh. Cái góc cạnh của em nó thì được bo cong vừa khít để cho cảm giác cầm nắm thoải mái mà vẫn rất là nam tính luôn. Thêm nữa là em nó chỉ nặng có 508g thôi và mỏng 6.9mm, rất là phù hợp để giải trí trong thời gian dài mà không bị mỏi tay luôn. Ở phía sau em nó sẽ có một camera 8MP, không quá lớn phải không các bạn? Tuy nhiên thì đây là dòng Tab mà, nhu cầu chủ yếu của em nó hướng tới đó chính là giải trí. Thì với độ phân giải như vậy á, mình đánh giá là rất là ok rồi. Bên cạnh đó, em nó còn có một camera trước 50MP, đủ để cho các bạn một chất lượng hình ảnh tốt trong khi call video. Quay lại nhu cầu chính của em này đó chính là giải trí. Thì em nó có một cái màn hình với kích thước phải nói là tiêu chuẩn cơ bản của dòng Tab trên Samsung trước giờ, đó là 16:10 với độ phân giải là Full HD cộng. Thêm nữa là tấm nền TFT. Thì với cái thông số như vậy á, mình đánh giá là xem phim nè, xem YouTube, chơi game thì rất là chim ưng luôn các bạn. Em nó còn được trang bị hệ thống 4 loa với công nghệ Dolby Atmos thì coi phim đồ là trời ơi, số giác luôn. À, mà không chỉ giải trí đâu nha, với cái màn hình to như vậy á, bạn còn có thể làm được nhiều thứ nữa, như là chia đôi màn hình ra để vừa coi YouTube vừa lướt top nè. Hay là em nó còn có một tính năng khá là phù hợp với các học sinh sinh viên học online, đó chính là trình ghi màn hình. Vậy là không cần phải dùng thêm một màn thứ ba rồi. Thì nãy giờ mình cứ nhắc liên tục là em này hướng về nhu cầu giải trí, thì chắc hẳn các bạn đang rất quan tâm tới cấu hình phải không? Thì em này được trang bị một con chip nghe khá là lạ nha, Unisoc Tiger T618 và GPU là Mali G52. Nghe lạ không? Nhưng mà mạnh. Với cái cấu hình như vậy á, thì em nó chắc chắn là cân được hai tựa game MOBA đình đám là Liên Quân và PUBG rồi, với setting là gần như cao nhất nha, mà không hề có hiện tượng giật lắc hay là bị drop FPS luôn. Sơ sơ vậy thôi, nếu các bạn có quan tâm thì mình sẽ làm thêm video test game chi tiết hơn nhé. Cuối cùng là về thời lượng pin, thì em này được trang bị một viên pin 7000mAh, một cái thời lượng mà mình phải nói là cực kỳ hoàn hảo cho cái tác vụ giải trí liên tục và lâu dài. Đấy, tóm lại thì full các yếu tố giải trí được hội tụ vào em Samsung Galaxy Tab A8 này. Hiện sản phẩm này đang được bán tại 7net với mức giá cực kỳ là rẻ so với dòng Tab. Các bạn hãy click ngay vào đường link mình để bên dưới phần mô tả để biết thêm chi tiết nhé. À, và đừng quên cho mình xin một like, share và subscribe để ủng hộ 7net nhé. Tạm biệt.